Pháo đài tiếng Hàn gọi là polu, là một cấu trúc nhô ra bên ngoài với một mái đình, bên trong nơi lắp đặt pháo để sử dụng tấn công kẻ thù với đại bác. Tháp súng có loại cơ sở tiên tiến để ngăn chặn kẻ thù đến gần bức tường lâu đài. Một phần tường thành nhô ra bên ngoài theo hình lồi. Các tòa nhà được bố trí tương tự như pháo đài của Suwon Hoa Sung. Bên trong tầng 3 trống trải giống như gong Simjon của Suwon Hoa Sung và khẩu pháo được giấu bên trong. Đây là một cơ sở được thiết kế để tấn công kẻ thù nước ngoài. Tầng 3 đến tầng 6 phía dưới làm bằng đá granite và phần trên được làm bằng gạch. Một tòa nhà bằng gỗ được xây dựng ở tầng trên. Có 5 pháo đài ở pháo đài Suwon Hoa Sung. Thông thường, quy mô được tăng lên ở vùng đất bằng phẳng và giảm ở độ dốc. Pháo đài của Suwon Hoa Sung được xây dựng với kích thước và chiều cao khác nhau ở mỗi tầng tùy theo địa hình và điều kiện xung quanh. Pháo đài của Suwon Hoa Sung được xây bằng gạch làm địa điểm tấn công người bằng pháo binh hoặc đại bác. Pháo binh phía đông được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng giữa pháo đài phía đông y và pháo đài phía đông 2. Nó nằm giữa tháp pháo đông 1, một trong 5 tháp súng. Và tháp pháo đông 2 được xây dựng vào năm 1796 Cheongjo 20. Pháo đài của Suwon Hoa Sung được xây dựng với nhiều kích cỡ khác nhau và chiều cao mỗi tầng tùy theo địa hình và điều kiện xung quanh. Pháo binh phía đông nằm ở một khu vực tương đối bằng phẳng. Tường xung quanh không cao nên được làm nhỏ lại. Gian hàng này bao gồm 3 tầng. Tầng dưới và tầng giữa được thiết kế để tấn công kẻ thù bằng pháo binh và súng ống. Binh lính thường sử dụng tầng trên để giám sát các khu vực xung quanh.